Các bác thân mến, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với tập tiếp theo, tập thứ hai. Hôm nay là bọn mình chuẩn bị sang nhà gái. Hôm nay là chuẩn bị ngày mang sính lễ đi. Đây là hai phù dâu sẽ có hai cái sọt bé bé hôm qua mà các cụ đang làm ấy. Đây này. Hơi tối nhỉ? Đây. Còn đây là mâm lễ và hai cái sọt, hai gánh. Hôm nay thì đoàn nhà trai sẽ đi đầy đủ cả ông mối này, ông mối chính, bà đón. Đây là hai bà đón dâu. Có một cái, tôi thấy là chị có một cái nón và một cái khăn màu đỏ này. Đây còn đội bao khơi hôm qua đây. Đấy, cái này là ông mối chính này sẽ có cái nón. Người đội mâm sẽ là được chọn là cái cậu thanh niên này, là cậu chưa có vợ. Rồi bọn tôi bắt đầu di chuyển rồi. Ở nhà trai thì bây giờ cũng đang làm bếp để chuẩn bị cho trưa nay. Bọn tôi bây giờ là đi sang nhà gái. Đoạn này thì hơi tối quá. Cái này là con gà. Gà này trong bao. Hôm nay thì cũng phải đi đông để còn lấy đồ để sang từ nhà gái sang nhà trai. Chỗ này thì tối quá. Chỗ này thì rất là tối rồi. Ui. Ông mối và mối thì sẽ di chuyển bằng xe ô tô, còn bọn tôi thì đi xe máy. Rồi bọn tôi sẽ đi các bác nhá. Cho đi con nào được nhỉ? Rồi đoạn này có ánh sáng đi rồi. Ừ.
Đây xe hoa đây các bác. Đấy xe đón. Cô dâu và chú rể sẽ đi con xe này. Xe nào xe chú rể đi chơi hết. Em vào anh luôn. Này, phụ thư, nhà thư. Đây, bọn tôi đang nhường xe cho mình là người cuối cùng rồi. Rồi, đi thôi. Ôi rồi. Tôi đã thấy là khi nhà trai đến thì nhà gái bắt đầu lấy cái dây để chằng dây màu đỏ để chặn cửa rồi. Đây mọi người có cái dây vé vé đỏ đỏ đây này. Còn đây là bát rượu rất là to, rất nhiều chén rượu. Tôi thấy có hai sợi không? Mà tối quá. Đây. Một dây này. Dây thứ hai bên dưới này. Đây này. Ngoài trời này tối quá. Người ai thân quay lệ theo lý tế cầm hoa đó nó rong thì ta liên ai thương quay ơi ai thương lại thân quay theo thể lại tế cầm qua đó nó rong thì ta liên ai thương quay ơi ai thân quay ơi bà đủ bà nế ơi bà đủ bà phải buôn bên mưa trái đơ nó ta liền ai thương quay à nế lại bà nế ơi bà đủ bà phải buôn bếp bờ mai mắc quá đơ nó rồi đi ta liền ai thương quay ơi ai thân quay ơi chính thật ơi tôi chúc ơn là bạn ơi thân quay ơi mắc kẹo nang lo nó ta liên ai đừng quay à tương lai phiêu tan lá quay mi tỏ nó ta liên ai đừng quay à tương lai mà ta cuồng quay cả mi mồm nó ta liên ai đừng quay ơi ta liên ai thương quài ơi cắt tu mái cha quài đầy phiang lâu nó ta liên ai thương quài ơi cắt tu mái cha quài đầy cậu lâu nó tương lai lai chừng hà lù chầu ơi các bạn gần xong một chút rồi giờ là sẽ nó thôi cắt sợi chỉ này hai bên nhà trai và nhà gái cùng nhau cắt. Ơi, tôi thấy là đây là rất nhiều chén rượu này. Viên bát to nữa. Rồi, cắt xong rồi các bác. Ông bối thì được cái chén rất là khổng lồ. Có lẽ là cũng vì buổi sáng nên uống rượu. Rượu sáng quá ạ. Ôi dồi. Bạn này đổ ra ngoài à? Hả? Wow.
rượu lộc, đây là rượu lộc mà rượu hạnh phúc nên là uống. Tự nhiên là mai món. Rồi chắc chắn là anh được uống rồi. Đây chú rể đây. Lúc này là đang làm thủ tục đón dâu các bác ạ. Mình sẽ quay gần chỗ cô dâu và chú rể nhé. Trong lúc tôi đang đợi thủ tục đón dâu thì đang xin dâu thì tôi lại thấy cái này, cái rượu đợi ở cổng rồi. Tôi thấy rất nhiều chén, vẫn là 4 cái bát mà hôm nay phải cho đội uống lái mà sáng nay uống ít quá. À, đúng rồi. Trong nhà thì chắc cũng sắp xong rồi. Tôi thì đang đợi để lấy đồ. Đấy. Bên nhà gái thì đang chuẩn bị rượu. Tôi thấy chén nào cũng đầy ực luôn. Cái bát này hơi vơi này. Đúng rồi, đầy bát nữa. Mấy chị cho thật này. Ô thế là cho hai người ở đây à? Cho hai đồng chí ở đây để uống thử. Đây còn một cái can 20 lít nữa. Ôi trời ơi. Mà thực ra cũng phải thôi, lấy được con gái người ta là phải uống đầy chứ.
được. Không, đây cái đội này là cái đội bao khơi mà tranh thủ bây giờ. Các bác ạ, tôi lúc nãy là có cái đoạn từ đây này, cô dâu đi vào đến đây là tôi quên ấn máy quay mà tôi nói từ lúc nãy giờ đi, sau là quay lại đi xem video thì không thấy quay nữa, tiếc quá. Cái lúc mà cô dâu với chú thể vào nhà. Chụp phần trên đi, chụp phần dưới. Có vẻ nhà nó tươi hơn ở bên nhà gái. Hôm qua thì mặt như mặt nghẹt ra. À đây chị trong sợ sợ. Sợ sợ bố vợ bắt. À hôm hôm qua có câu gì đấy hả chú thể, có câu gì đấy? Hả? Chú thể có câu gì hôm qua? Vâng, xin phép biểu anh Nguyễn Mai Mai yêu em. Mai Mai là một hạnh phúc. Hôm qua chú rể với nhà gái có tâm sự là cầm mic là cái gì nhỉ? Chú rể anh Nguyễn Mai Mai yêu em trọn đời. Đẹp mà. Thế Khải bị quậy. Thôi đấy.